Ok chưa? Lên đấy. Con đẩy để đánh full đôi 40 cả nhà nhá. Em bán thanh lý cho cả nhà con đẩy giá rất là tốt đây. Cả nhà mua thì báo lại em luôn nhá. Đây chai ở Đông Triều Quảng Ninh. Đây em quay lại cái sản phẩm em giới thiệu luôn này. Con đẩy là anh trai mua tại số em được 15. Con đẩy PS Audio LA18002. Hôm nay mua lại của anh là 7 triệu. Anh em nào mua con này để anh súp kép nhá, đánh full đôi nhá thì ok. Bởi vì bây giờ anh đánh cả súp cả full nên là phải đổi sang con đẩy 4 kênh lên cả nhà này. Ok chưa? Vẫn ngon lành, zin tem của nhà máy nhá các bác nhá. Mua 1 năm rồi ạ, gần 1 năm rồi. Em mua của anh hôm nay là 7 triệu, cả nhà mua em để cho cả nhà 7 triệu rưỡi, em bảo hành cho cả nhà 1 năm nữa nhá. Anh mua của em là 28 tháng 9 năm 2023. Đấy. Bây giờ là tháng 8 năm 2024 rồi đúng không? 1 năm. Em mua của anh là 7 triệu này. Anh em nào mua em để cho 7 triệu rưỡi, giá này là ngon bổ rẻ, em bảo hành cho cả nhà 1 năm nhá. Ok. Một con đẩy cực kỳ ngon luôn. Nó chỉ là con đẩy 2 kênh thôi. Bây giờ phải đổi sang đẩy 4 kênh thì mới chạy được súp và full. Ok chưa? Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Anh em mua điện thoại sớm cho em nhá. Điện thoại sớm con này là nó nếu mà mua mới thì nó không thiếu các bạn, nhưng giá của nó thì nó lại khác đúng không ạ? Bây giờ anh em mua con này thì có 7 triệu rưỡi thì quá ngon này, đúng không ạ? Một con đẩy bình thường 800 won anh em mua 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, con này có 7 triệu rưỡi anh em phải điện thật sớm nha. Cảm ơn cả nhà. PS Audio 2 kênh 1802 1800 won một kênh, nội trở là 8 ohm, size 2 U, đánh súp kép full đôi thoải mái. Ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, hai số máy của em đây ạ. Đó.